tại vì cái chuyện đó anh không xảy ra với em được nên anh không biết, tại vì em không có người yêu cũ nên anh không có biết cảm giác của em. Ôi tại ngu. Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình lại có một màn chôn mới. Thì trước khi vô màn chôn mới của mình á, thì mình xin giải thích cho mấy bạn mà chưa có biết cái chức năng mà nó tự động nó nhảy chữ á, nói gì là nó sẽ nhảy chữ lên đó mọi người, nó phiên dịch á, nói chung là phiên dịch đó mọi người. Thì mọi người ở trên cái góc, ở trên góc trên á, mọi người có thấy hai chữ C không? Mọi người bấm vô đó thì nó sẽ tắt cái tính năng đó nha, chứ không phải là mình chèn vô đâu, mình đâu có chèn vô mấy cái chữ để mà nhảy che màn hình đâu. Ok, thì mình chỉ nhắc mọi người như vậy thôi, còn bạn nào biết rồi thì thôi. Thôi bây giờ mình vô vấn đề chính của mình là chôn nha. Thì hôm nay mình lại có một màn chôn mới. Thì mình sẽ nói với vợ mình là ngày mai người yêu cũ của mình sẽ vô đây chơi. Đấy, xem phản ứng của vợ mình như thế nào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đặt góc quay ở đâu đây, rồi chuẩn bị, mà vợ mình chuẩn bị ra là nó sẽ kéo cửa nó ra, mình nghe cái tiếng kéo cửa thì mình sẽ bắt đầu dọn dẹp, giả bộ dọn dẹp cho nó ngăn nắp để mà đón người yêu cũ vô chơi nha. Lúc đó coi phản ứng của vợ mình như thế nào. Ok, vô. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ nằm đây đợi nghe bà kéo cửa thì bắt đầu mình sẽ dọn dẹp nha. Không biết có gì để dọn dẹp không nữa. Vô, thì bây giờ nằm đây đợi. A few moments later. Chuyện lắm thì em đi vô phòng, nó lại giữ cơm dặm con đi vòng vòng.
cầu hương rồi sao đi? Thì cứ mẹ cứ hay là gì đó. Gì vậy, mất công nữa? Anh thấy đâu mất công, anh thấy diện tiện á. Mà nó xấu em cái gì mà bắt em trốn? Đâu nói xấu đâu, cái chuyện nói chung là nói chuyện của hai đứa thôi chứ đâu có gì liên quan tới em đâu. Chỉ có em với anh là mới có bí mật chuyện kiểu như chuyện riêng, chuyện thầm kín với mọi người thôi chứ mà anh với mọi người không có chuyện gì riêng với em hết. Nhưng mà nói chung là em không ở nhà thì tốt hơn là ở nhà. Thì em ở nhà em đập nước rồi mời rồi chứ trời. Thôi thì nó vô, nói chung là vô rồi nói chuyện xíu rồi hai đứa đi uống nước cũng được. Đâu cần em đập đâu, không công nữa. Đi chiều đi, em đi nữa, chứ bỏ em nhà nào. Sao em đi được trời? Thì ở nhà nhậu đi, chứ đi gì? Đã nói là không có nhậu, chỉ nói chung là nhậu là những khi... Thế nào nó cũng rủ anh nhậu cho coi nhậu. Chứ không lẽ bạn bè đâu ngày em gặp không nhậu. Hai đứa thì ta nhậu đi ra quán nhậu có gì nó dễ làm ăn. Làm gì? Thì nói gì mà em biết gì đâu, nói chung là khách quý của anh thôi à, chứ không có quý với em. Thì biết là bạn của anh rồi thì lỡ nhà cứ sao đâu, em có nói gì đâu, như vậy thì lỡ nhà đi rồi muốn nhậu gì thì em muốn mời cho nhậu chứ ai cấm cản anh đâu mà. Em anh với bạn bè nói chuyện em cũng có chọc có mỏ vô nói gì đâu mà anh sợ anh phiền. Không nhưng mà chắc chắn là em sẽ chọc vô luôn á. Một khi em đánh người ta nữa. Ê thôi nha, tào lao nha, chưa bao giờ có trường hợp đó nghe chưa. Nhưng mà trường hợp này nó khác. Em chắc chắn là em sẽ nhảy vô em đánh người ta luôn. Hoặc là em đánh anh lúc ủa, đó mất công mất mặt anh. Bố thằng đó nó hay chọc ghẹo hay gì? Nó hay không, tại em không giữ. Ủa nó không chọc em thì bắt mới gì phải đánh nó. Mà không ai chọc luôn á. Tự nhiên hai đứa, ví như hai đứa ngồi nói chuyện mà em cũng nhào vô em đánh luôn hai đứa luôn á. Ngộ à. Là nó bị sao? Không có bị sao hết. Nhưng mà anh chắc chắn là như vậy. Nên anh kêu em đi ra khỏi nhà đi cho nó. Không, anh đừng có tào lao. Đó giờ ai lại nhậu thì cũng em đúng là mồi nhậu. Chứ em nói gì đâu, chuyện gì. Đi. Không, mà trường hợp này nó khác. Khác mà khác chỗ nào? Khác thôi, nói chung là khách quý của anh thôi. Thì nói đi thằng nào, nói cho nghe coi. Khách quý, nói chung là quý dữ lắm. Quý từ ngón tay, ngón chân, cái mông, cái đít. Nó mập hả? Hả? Nó mập hả? Đâu, con gái mà. Gì? Gái. Gái hả? Ờ. Gái thằng quý. Đúng rồi. Đi uống cà phê. Đối với anh con gái là em là khách quý. Ui kêu em đi về đắng làm gì? Mắc gì kêu đi về đắng làm gì? Cho nó dễ. Dễ gì? Nói chung là em ghen, thấy em ghen không? Em thấy em ghen không? Ủa biết em ghen rồi, đối với gì đắng làm gì, em ở nhà không được gì? Ủa hai người có chuyện gì mà bắt em đi về đắng? Ủa mắc gì phải đi hai đứa đi cà phê uống cà phê đi nhậu gì mà quán tâm làm gì? Anh nói là bạn thân. Không có thân gì chưa? Ủa nói không, anh Dương Duyên không? Em ở không nha, em ở nhà đó. Rồi lỡ như em có thằng bạn thân là con trai rồi sao? Không có, trên đời em không có cần thân. Không có bạn thân bạn trai. Chỉ có chồng của bạn thân thì được. Ủa là sao? Thì chồng của con nhỏ bạn thân à. Chứ không có thằng bạn thân hiểu không? Ủa là thân với chồng của con nhỏ bạn thân. Ý là chỉ có chồng của bạn thân thôi à. Chứ không có thằng bạn thân hiểu không? Nhưng mà ở đây bạn thân mà nó thân đến nỗi mà ngủ chung tất chung luôn á vậy. Đúng rồi, ngủ chung. Dở mặt với em đó hả? Dở mặt với em đó hả? Mà sao anh biết mời nó vô? Thì anh nhắn tin với nó. Ôi nó nhắn tin cho anh. Trả lời nè. Bạn thân là đứa nào nói em nghe. Bạn thân là em biết hết. Người yêu cũ của anh á. Tôi cũ hả? Nhắn tin với người cũ hả? Nhắn tin với người cũ hả? Kết bạn với người cũ nè, kết bạn. Ê, anh không có kết bạn. Ủa không kết bạn thì nó nhắn tin. Thì nhắn tin đó, anh em nó nhắn tin mà anh biết. Thì nó nhắn tin anh mới biết. Nếu mà không kết bạn thì nó nhắn tin là nó vô tin nhắn chờ nha. Thì cái gì? Vô tình anh lướt vô tình thôi. Ây da. Thì nó đi chơi thôi chứ có làm gì đâu. Học Ủa em vô duyên quá à.
người ta vui chơi thôi mà. Em không thích. Anh thấy cái chuyện đó cũng bình thường. Không, không bình thường. Với em là không bình thường. Nhưng mà anh thấy tại vì cái chuyện đó không xảy ra với em được nên anh không biết. Tại vì em không có người yêu cũ nên anh không có biết cảm giác của em. Ôi tại ngu. Tại biểu hồi đó không có người yêu cũ gì. Cái vỏ thường niên đâu ta? Trục ơi. Ôi anh vô lý quá. Người ta chỉ vô chơi thôi. Ví dụ như người ta vô thăm anh, em có đối xử tốt với anh không? Nếu không tốt thì người ta hốt anh đi. Ê, có ý anh nói là coi em có coi anh có sống tốt hay là không thôi. Chứ anh có ý gì đâu. Vừa mắc mới vậy đuổi em gì làm gì? Thì bởi vì anh sợ em ghen em đánh người ta, em đánh anh nữa em mất mặt anh. Rồi trong khi đó em gì làm với hai người nhà làm gì? Rồi hai người dẫn nhau đi quán đi tâm làm gì? Thì anh nói thì anh nói với em rồi. Nói gì? Là bạn thân. Thân không thân không? Nói chung là thì chỉ nói chuyện qua lại thôi. Rồi nói cái gì? Nói gì? Nếu vào đèn hoàng trong sáng thì ngồi em ngồi ở nhà cũng được chị. Nhưng mà em ngồi ở nhà em đừng động tay động chân đi. Ủa? Em làm gì đó mà tự nhiên nhà em đánh ta? Đi hả? Thì đã nói là bạn thân rồi đó, khi người ta nói chuyện hơi thân quá rồi sao? Thân quá rồi sao? Ôm hôn cái gì? Ôm hôn cái gì mà thân quá? Ủa người ta lớn rồi người ta cũng biết điều. Thấy vợ đó không để ngồi ôm không gì. Hả trời trời tao nhớ rồi ra. Không để gì hả? Không, em thấy chưa? Thấy gì? Người ta vô thăm anh là phải rồi. Chắc nó coi nhiều clip anh bị đánh rồi nên nó vô thăm anh thôi. Chứ có làm gì đâu mà em làm. Ủa em nói sao? Em nói là anh không được nhắn tin với người cũ. Anh có nhắn không? Anh dặn nhắn. Anh không có nhắn nghe này, anh trả lời thôi. Ừ thì nhắn. Bạn biết bao nhiêu lần? Em nhận không biết bao nhiêu lần để, rồi. Lấy đi. Bực bội. Để anh nghe. Nhắn là anh nhắn với nó, là anh nhắn cho nó trước. Còn này là nó nhắn anh trả lời. Là anh trả lời, em hiểu từ trả lời không? Chứ anh đâu có nhắn đâu. Rồi em nói với anh sao? Em nói mấy lần rồi nha. Nói gì? Em nói là nhắn. Nhưng mà cái này là anh trả lời giống như mấy bạn yêu thích anh nhắn tin cho anh thì anh trả lời thôi. Ừ, chỉ mốt anh trả lời cho ai. Trả lời cho ai chứ không phải là tin cho ai. Thằng này dám trả lời. Anh chọc điên em đó hả? Mệt, ngày mai em ở nhà em không có đi đâu hết trơn á. Ở nhà thì anh đi quán. Đi học. Khỏi nghe. Đi quán một cái thì là khỏi về nhà luôn đó. Ừ khỏi thì anh đi luôn. Đi luôn. Đi chơi chứ vô chơi thôi chứ làm gì căng vậy. Ui chơi mất mới vậy nữa em đi làm gì vậy? Một hai rồi thấy rồi đi. Em ở nhà giống như kỳ đà vậy đó. Rồi anh làm gì mà nói em kỳ đà. Rồi ví dụ anh đang ngồi nói chuyện em ngồi đến chậm. Ủa anh nói chuyện bình thường đi thì em hỏi đi. Ờ dạo này em làm cái gì rồi cái gì lương tháng nhiêu rồi kiểu thì ai chọn làm cái gì. Anh nói chuyện bình thường mất mới gì phải chọn. Ví dụ như anh hỏi cái khác rồi sao. Anh hỏi khác rồi hỏi gì. Là thằng đó có tốt hơn anh không hả? Đúng rồi. Liên quan gì tới anh hả? Chuyện tình cảm của ta liên quan gì tới anh? Thì anh hỏi thì thôi. Giống như nó vô đây, ví dụ như nó vô đây là nó khỏi đi thì chứ. Nó khỏi cần hỏi thôi là nó biết thòi cho anh là chắc chắn nó học tốt cho anh rồi. Là em không tốt cho anh đúng không? Không tốt, anh đâu đánh anh đâu. Là không tốt đúng không? Được rồi, không tốt thôi. Tốt. Ok mọi người. Ở đây cái muốn mắc thở luôn rồi trời ơi. Ok dặn rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vô giải thích nha mọi người. Ok vô. Alo. Ừ, giờ anh nó không cho em vô rồi. Có gì hay đó mình đi quán đi. Hehehe
Giỡn mà, chỉ là một mình cho anh thôi. Nó chơi chứ có ai vô đâu. Nghĩ sao mà anh đi nhắn tin với người cũ vậy? Làm gì có vụ đó. Thì anh trả lời thôi chứ anh đâu nhắn đúng không? Ừ đúng rồi, anh chỉ trả lời thôi mà. Nó chơi chứ có đâu, anh giả bộ đó. Giả bộ thôi à. Chứ làm gì mà nhắn tin với người yêu cũ. Trời ơi, nhìn mặt anh không đủ chung tình sao? Không. Ok mọi người, thì video của mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Thì nếu mọi người thấy hay hãy nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người lại sau.